giao lưu với cả các khách mời trong câu lạc bộ xã Liên Phương. Đây là các thành viên đại diện cho các câu lạc bộ của Liên Phương đang giao lưu với câu lạc bộ Vi Văn. Xét đầu tiên. Bây giờ ông lên trọng tài cháu nhá. Còi đen cơ, quả đen, còi đỏ thổi chán lắm. Đưa cho ông chai nước. Ông ơi. Ông ơi. Các bạn đang xem Vi Văn giao lưu với cả các đội bóng của xã Liên Phương. Bóng cho Vi Văn. Các bạn đang xem Vi Văn giao lưu với cả các đội bóng truyền xã Liên Phương. Các bạn đang xem đội bóng truyền hơi Vi Văn giao lưu với cả các đội bóng của xã Liên Phương. Không quá, sao ạ?
Đọc tỷ số to lên nhá. Đọc to lên để tao còn đọc lại. Mấy đều đấy? 10 đều. Các bạn đang xem đội Vivan giao lưu với cả các đội bóng của xã Điền Phương. Hôm nay là kỷ niệm đội bóng Vivan sinh nhật lần thứ nhất, tròn 15 thành lập. Kỷ niệm, các bạn đang xem kỷ niệm đội bóng Vivan tròn 1 tuổi. Hôm nay là ngày sinh nhật, giao lưu với cả các đội bóng của xã Điền Phương. Mười hai mười nghiêng về Vivan. Đánh vừa vừa thôi để cho uống rượu cho nó ngon. Trọng tài ra là phải nói mấy câu đi cho nó nhìn nhàng xì xò. Anh kia ạ, ra nhìn nhố mấy câu. Mười ba mười một nghiêng về Vivan. Tỷ số Hà Nội đang là 13 đều giữa Vivan gặp những anh em đại diện cho câu lạc bộ trong xã. Trận đấu đang đi vào chính thức là căng thẳng. Hôm nay là sinh nhật câu lạc bộ Vivan tròn 1 tuổi. Đang dính bóng, đang giao lưu cùng với các đại diện câu lạc bộ trong xã Liên Phương. Điểm câu lạc bộ trong xã Liên Phương 15-13. Phát bóng ra ngoài, đổi bóng cho Vivan 14-15. Phát bóng không thành công, 15-16-14. Đổi bóng cho câu lạc bộ xã Liên Phương 16-14. Nhiễn ơi, đi giày vào, quánh xét thôi. Nhiễn ạ, 15-16. Đi giày vào, ủi có anh em nào xét cho nó bôi ra cho uống rượu nó ngon. Đi cho quay lại về công ty kia. Hay lắm. Bước một quá đẹp luôn. Rồi. Này, còn nhá. Rồi, không có. Điểm phát bóng cho Liên Quân 17-15. Chưa còi. Lỗi phát bóng chưa còi, trừ 0.000 bao nhiêu không biết. 17-15. Đây rất nhiều cầu đập, Liên Quân rất nhiều cầu đập. Liên Quân nếu mà nhìn nhanh là có 3 đập. Cứ giao lưu đi, xong là một ngày gần nhất thì lại cùng Vivan đi chu du khắp các sân. 19-15. Hey.
bóng ra ngoài. Rồi, Liên Quân xếp quay. Hoánh tốc độ nhanh. Xếp này chỉ 7 phút một xếp thôi. Tỉnh táo, quả bóng ngoài vào. Ôi, quả gói, thành công. Vi Văn bỏ quả thành công. 16-20, cắt check quay của bên Liên Quân rồi. Phát bóng. Nghe bóng ngay, 17-20. Đang em phải củng cố lại từ lãnh. Hai quả hội ý một lần nhé, có hai quả hỏng hội ý một lần. Tại sao vẫn bị đấy? Vẫn hơi bị dối. Đập cao rồi, đập người ta con ve là phải đập cao thế. Thôi. 18-20. Cắt quả set point của Liên Quân thì đang lên bóng cầm mầm từ 14 là 15 lên 18 rồi. Ok, anh Khánh đứng gọn góc ở đấy. Hôm nay đi ăn sinh nhật đi lầy mới thế nhỉ. Vào việc bánh chéo tay ạ. Đập bóng không thành công. 19-20, chuẩn bị với đến 20 đều rồi. Kiểu gì xét sau thì phải Vi Văn phải có sự gặp đạt quý tính, quý tính thôi sao. Rồi đánh chậm thế này, bóng ok sao. Rồi đổi sân, đổi sân. Núi Minh vào xét đây Huynh ơi. Huynh Liên Quân đang dẫn 1-0. Bóng ôm vào bụng rồi. Điểm bóng 1-0. Hay lắm. Điểm phát bóng cho Liên Quân. Bước 1 rất đẹp. Phải để ý những quả của anh Dũng đánh ngắn tay nhá. Thôi đập không thành công. Một là dọc biên, hai là quả ném ngắn tay. Rồi phát Triều Tiên nhưng mà pháo lại đi chỗ khác. Rồi tỷ số là 2-2. Ôi lại đập không thành công. Đổi cho Vi Văn phát bóng 3-2. Phát bóng rất là hay. Chắn bóng tốt. 3-2, 4-2. Điểm bóng cho Vi Văn. Cánh đi dây cánh. Ui dồi ôi. Dính tay. Bác trọng tài bắt rất là chuẩn mà coi thổi to. Có tí tuổi coi thổi to thế. Trẻ mà thổi chán lên gì cả. Còn hết rồi. 1-1. Quyền không nói đâu, quyền để cho ở ngoài trọng tài người ta làm cho. Nói làm trọng tài người ta dối. Chắc đi em vui. Ngoài sân 35. Ai đọc bóng đâu? Phá đôi chắn 6-3. Điểm phát bóng cho Vi Văn. Hay lắm, ra ngoài đây, bóng ra rồi. Bình tĩnh.
Bèo bóng tốt. Vẫn còn. Hy vọng quả tuyệt vời nhưng mà lại không thành công. Cứu bóng vào. 7-3 vẫn điểm bóng cho Vi Văn phát bóng. Cố lên. Chưa có gì để nói cả. Bóng ngoài sân đấy. Cứ thế thì nhanh lắm, chưa có gì để nói. Điểm số là 4-7 à? Lật chưa? Rồi. Điểm số 4-7 cho Liên Quân. Đấy, rồi, rồi, rồi. Chưa coi. Bác đang chồng đi. Đám chồng đi vào cầu công nhảy lên. 8-4. Điểm phát bóng cho Vi Văn. Hai, chắn bóng đẹp. Còn mà. Bóng ra ngoài. 5-8 đổi phát bóng cho Liên Quân. Anh quyền phát quả của Kukra của anh Nga ra nào. Chém. Còn anh không chém. Rồi, bao viết. Gặp bước 1 khuyết ở dưới rất là chắc. Biết. Tình hình sang này là có mồi nhá, có mồi đấy. Hay, bảo vệ tay trái tuyệt vời. Điểm, điểm, điểm. Quả tay trái tuyệt vời đấy. Điểm bóng cho Vi Văn phát bóng, 9-5. Vào việc. Giờ cứ vào tốt đi. Rồi, bình tĩnh, quả lành vậy thôi. Con. Đổi bóng cho Liên Quân, 6-9. Cả đội xin chào anh Nguyên nhá. Rồi, đã là khỏe chứ, lâu lắm rồi. Còn tiếp thành viên câu lạc bộ 168 chưa ra sân. Bóng sang rồi. À, tiếc quá. Điểm bóng cho Liên Quân, 7-9. Cố gắng dẫn điểm đi. Mình phải chạy trước người ta. Hay. Rồi, cứ phải nhìn tay nhá. Nhìn tay đấy, người ta có những quả mầm mềm, quả mỏng, quả gần, quả xa đấy. Đấy, đúng không cao 7 kinh lắm. Chém xuống. Không ra ngoài, biết ngay là chém ra ngoài. Hai quả trước, quả nhỏ, quả sau. 8-9 rồi. Nghe bóng tốt. 9 đều, vỗ tay. Đang 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 đang. Rồi, điểm phát bóng cho Liên Quân. Phát bóng xoáy đấy. Chém đổi góc đi. Điểm cho chỗ anh Dũng này. Còn bóng. Hết. Hôm nay Liên Quân có hai cầu công cao 1m90 lùi. Rồi. Cường, né vào. Tỷ số là 19. Lại đổi bóng cho Vi Văn phát bóng. Chị này hết tay à? Hỏng rồi. 10 đều. Vỗ tay. Rất là hay. Cố gắng làm sao đi vào chung kết đi. Phải hết sức cố gắng. Thôi, bóng ngoài sân. Hay lắm. Em một lần cố gắng phát là có bóng ngay. 11, 10. Đổi bóng cho Vi Văn phát bóng. Rất đây, vào đây uống nước. Có đi chè nước lọc nói dính tay. 12-10. Dính đấy. Phải dính. Ôi, dính. 3-10. Cố gắng nha Vi Văn, cố gắng đi. Ôi, bóng tên nửa hôm mà tóc của Quyền đấy.
Bầu Kiên đưa đội Vivan đi đánh toàn đứng xoay nhì thôi, hôm nay có cơ hội là đứng giải nhất. Các bạn đang theo dõi set thứ hai giữa đội Liên Quân Liên Phương đánh với đội Vivan. Em đâu rồi? Ở ra đi rồi. Tỷ số đang là 15-10 nghiêng về Vi Văn. Vào việc lưu lại chém. Hay lọt chắn rồi. Điểm bóng 16-10. Xin giới thiệu các bạn, giờ này đang ở sân Vi Văn đang giao lưu bóng chuyền. Điểm 1 năm ngày thành lập câu lạc bộ bóng chuyền Vi Văn. Bóng ra ngoài giữa Hà Nội Liên Quân xã Liên Phương và Vi Văn. Tỷ số đang là 17-10, set thứ hai. Set thứ nhất Liên Quân thắng, set thứ hai đang dẫn điểm, Vi Văn dẫn điểm. Hay chặn đâu rồi? Chặn con tóc ở đấy không? Ô tóc, chặn con tóc dính đây, sửa tóc, dính đây. Cúi xuống, cúi xuống. Quả chưa kịp cúi xuống. Không ngoài rồi, không ngoài được à? Thôi, cháu cứ nói thôi cho nó vui, trong ngoài thì phải bắt. Vivan đang dẫn điểm. Đổi bóng cho Liên Quân 11-18. Bóng còn. Chém đi, góc này. Sao lại cứ tập trung vào chỗ đấy rồi? Điều lỗi bóng bóng. Ôi giời sao bóng anh Quyền ơi, bình tĩnh, anh vị trí của anh cứ vị trí đầu số 4 thôi. Ok bình tĩnh lại. 13-18 rồi, bình tĩnh thì mới có kết quả. Ăn quả các người đấy, đổi bóng điểm bóng cho Vi Văn 19-13 rồi. Trận đánh đang vào rất là cay cấn. Hay nhìn này, thắng rồi, cứ bình tĩnh sang bóng thôi, không đập được thì đừng đập. Ôi ơi, bè tốt đấy, người ta bè quả bóng như thế, chắn như thế, chắn bóng tốt, đổi bóng cho Liên Quân 14-19. Mình cố gắng lên 20 để xếp qua đi. 14-19 rồi. Chạm tay chắn rồi xuống. Cứu đi, tập trung đi. Hội yêu anh bình tĩnh hội ý đi. Vi Văn hội ý đi. 15-19. Rồi xin kính chào hai đại diện của LU9 đã có mặt ở sân Vi Văn. Rồi Vi Văn vào xếp quay 20-15. Không quyền phát của quả tomahawk nào, nhằm vào chỗ nào. Người ta bia rồi thì bao sau đi. Cánh đầu kê. Xem ra chung kết và chung kết sắp đều. Bây giờ hai đội đổi sân. Xét 15 quả. Vi Văn phát bóng. Liên Quân bây giờ có là U9 vào thay người. Ôi nó quyết. Có cứu được rồi. Về vị trí đi. Hay. Quả vây bóng. Đánh rất hay. 1-0 nhưng với Liên Quân. Hỏng rồi, bóng rơi rồi. Một đều. Đổi phát bóng cho Ivan. Chuyền phát bóng đi. Hai, phát căng vào. Vào bước sau. Đâu có lên làm gì? Không. Vào tránh. Không được tránh đâu. 2-1. Hết trò rồi. Không sao.
trong trong sân rồi, trong sân rồi. Bóng trong sân. 3-1 cho Liên Quân. Thông báo với cả hai đội là xét này có 15 quả nhá. Chắc chiêu tiết kiệm tí nhá. Không phá bách đâu. Rồi. Bên này mất chuyển hai không ra đâu. Lùi hết, lùi hết. Lùi gì? Hay quá. Quả chạm tay chắn. 4-1. Trong phút chơi một công thôi, chơi một công thôi, chơi chết đầu, bỏ đấy, bỏ đi, tập trung vào đi, bóng bóng ngoài. Đổi bóng cho Vi Văn. 2-4. Lê bóng tốt, đạt cố gắng công hết. Lê bóng tốt. Rồi, nhanh. Hết rồi nào. Đổi sân nhá. Đại ơi, đại sang cái xe tôi kìa. Bóng đập vào lưới. Đại ra mở trong kia đi để em ơi. Đại đi ra đây. Bác đi ơi, bác ngồi vào ghế em coi. Bắt
Đấy rồi. Hey!